Triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, huyện Ngọc Hồi đang đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng chống bệnh viêm da nổi cục cho đàn trâu bò và tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo trên địa bàn. Huyện Ngọc Hồi tiến hành tiêm 8.200 liều vaccine cho đàn vật nuôi, trong đó 5.200 liều vaccine viêm da nổi cục cho trâu bò, 3.000 liều vaccine phòng dại cho chó, mèo. Huyện đặt mục tiêu 80% số lượng trâu bò được tiêm phòng so với tổng đàn tại thời điểm tiêm, tương đương tỷ lệ 100% số gia súc trong diện tiêm. Đối với vaccine phòng dại chó mèo, đảm bảo tỷ lệ tiêm đạt trên 70%. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi về chủ trương và thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống bệnh viêm da nổi cục, dại chó mèo giai đoạn 2022-2030 và kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2023, huyện Ngọc Hồi chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách, quy định pháp luật về công tác thú y, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng người chăn nuôi về nguy cơ tác hại của dịch bệnh trên đàn vật nuôi để tích cực chủ động trong triển khai các biện pháp phòng ngừa.